Hôm nay bên Khanh chào đón chiếc VFE34 để vào chống đinh. Thì cái chiếc VFE34 này làm chống đinh bởi vì anh chủ xe muốn an toàn trong chuyến đi ở đường Việt Nam, không cần phải suy nghĩ đến việc thay vỏ xe. Và đinh đâm vào thì anh cũng không phải lo lắng, lúc nào rảnh thì anh mới rút ra. Và khi mà chống đinh xong thì chúng ta sẽ không cần phải giá lại khi mà có đinh đâm vô. Thì chống đinh nó là một công nghệ phủ lớp cao su dẻo phía trong lồng vỏ, và nó sẽ chịu được những cái đinh dưới 6 ly để chúng ta an toàn trong mọi hành trình. Nói về kinh tế thì chống đinh nó sẽ không kinh tế, còn yếu tố an toàn và yếu tố tiện dụng trong quá trình sử dụng thì nó sẽ là hoàn hảo. Rồi, video này thì Khanh sẽ nói về hệ thống treo của chiếc VFE34 để cho nhà mình có thể tham khảo và biết một chiếc xe nó êm hay không êm là do ở dàn chân. Đây là một chiếc xe VFE34. Thì đối với xe hệ thống treo trước, nó rất là đơn giản. Ở VFE34 đó là hệ thống treo MacPherson. MacPherson đó là một hệ thống treo quý anh chị sẽ gặp rất là nhiều xe. Trên chiếc xe Camry cũng vậy. Camry bên phải Khanh đây, nó là cũng hệ thống treo MacPherson thôi. Thì Khanh đã làm một cái video về hệ thống treo của chiếc Camry rồi, quý anh chị có thể coi lại. Nó bao gồm một cây phuộc, đây cây phuộc, cái lò xo phía trên. Và khi mà cái trục bánh xe này xoay thì cái cây phuộc của quý anh chị nó cũng xoay theo luôn. Đó là hệ thống treo MacPherson. Rồi, cụm phanh thì nó sẽ thường đặt phía trước để cái phần giải nhiệt á, gió vô nó sẽ tốt hơn và nó giải nhiệt nhanh hơn. Anh khách thì hiện tại là anh ở biển số 68 là Kiên Giang. Thì ở khu vực Kiên Giang thì muối nó khá nhiều, thành ra cái phần gầm á nó bị rỉ sét rất là nhiều. Đối với VFE34 thì cái hệ thống treo MacPherson thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có là cái phần đánh lái nè, thước lái, đây là thước lái nè. Rồi hệ thống càng, đây là càng nè, đó, càng nó là bằng thép thôi, chứ nó không phải là càng nhôm nguyên khối. Rồi nó là rutin cân bằng nè, đây rutin. Đây, xe của mình sẽ được truyền động bằng cái, đây truyền động bằng cây láp, đây cây láp truyền động nè. Đây cái lốc lạnh, của xe. Khanh sẽ quay lại cho nhà mình xem. Đây, nếu mà mình nhìn cái góc phía dưới đó, nhìn tổng quát hơn. Cái hệ thống treo. Đây là những cái chi tiết mà quý anh chị sử dụng xe và mua xe thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ nhìn đến. Đó là hệ thống treo phía trước. Rồi bây giờ mời quý anh chị đi đến là hệ thống treo phía sau. Hệ thống treo phía sau của chiếc VFE34. Này, hệ thống treo sau của chiếc xe. Thì VFE34 là một chiếc xe giá rẻ, thành ra quý anh chị sẽ không bao giờ thấy được là hệ thống treo độc lập trên chiếc xe này. Nó là hệ thống treo phụ thuộc dầm ngang. Thì quý anh chị sẽ thấy là cây dầm ngang nè, đó, ở phía sau nè, cây dầm nè. Nó sẽ nối từ bánh xe bên đây qua bánh xe bên kia. Điểm yếu của hệ thống treo dầm ngang đó là khi mà bánh xe này nâng lên thì bánh xe kia nó cũng bị nghiêng qua, nó tác động. Nhưng mà điểm mạnh của nó là nó rất là đơn giản và quý anh chị có thể bố trí trong một cái không gian nhỏ. Kỹ sư nó bố trí trong một không gian nhỏ, rồi ít chi tiết dẫn đến là ít bảo dưỡng, thay thế cũng rẻ tiền, tại vì nó chỉ có cây phuộc nè, đây cây phuộc nè. Rồi một cái dầm thì nó chỉ có một cái gối cao su ở đầu đây thôi, rất là đơn giản. Cái lò xo thì xài đến khi bỏ xe rồi, lò xo rất là ít khi bị xẹp. Ở phía sau thì cụm phanh đĩa nè, đây quý anh chị có thể coi, một cái dầm ngang, đây cái dầm ngang kéo nè. Ở dưới là sàn pin toàn bộ, đây cái sàn pin.
Ok, một cái video về cái chiếc VFE 34 vào bên Khanh để làm chống đinh. Thì sẵn đây thì Khanh quay cái phần chi tiết gầm xe để cho quý anh chị coi là gầm xe của VFE 34 như thế nào, chúng ta để hiểu rõ hơn một chiếc xe nó mắc tiền hay không mắc tiền, nó nằm ở phần gầm nhiều lắm. Rồi, cảm ơn quý anh chị luôn theo dõi các video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.